Trong video này chúng ta cùng học với nhau về dấu dáng. Ở đây thì có ghi là dấu dáng là ký hiệu hạ cao độ nốt nhạc xuống nửa cung. Đây là ký hiệu dấu dáng, các bạn nhìn kỹ nhé, dấu dáng này nó gần giống như chữ B và giống như chúng ta. Và ở đây thì cái từ này, cái định nghĩa này nó là nói chung về dấu dáng, tức là khi các bạn cái dấu dáng này nó viết trước một cái nốt nhạc vào đấy đó, thì nó sẽ hạ cao độ xuống nửa cung, tức là nó sẽ chơi cái phím liền kề bên trái. Chúng ta nhớ cái chữ liền kề bên trái. Thì khi mà chúng ta đã qua những bài trước thì đã có lý thuyết về dấu thăng rồi, thì bây giờ là lý thuyết về dấu dáng thì nó ngược lại với dấu thăng thôi. Giả sử như này, các bạn có nốt re, đây vị trí nốt re, vậy thì phím re thăng nó sẽ là ở phía liền kề bên phải nhé, tức là liền kề của nốt re bên phải chính là re thăng. Đây là re thăng. Thăng có nghĩa là đi lên, còn dáng có nghĩa là đi xuống, tức là về phía bên trái đó. Vậy thì chúng ta nhớ đến thăng thì sẽ chơi cái phía bên phải của nó, nhớ đến dáng thì sẽ chơi phía bên trái. Đấy, đây là re dáng, đây là re thăng. Ví dụ là mi thì bên này là mi thăng ở bên phải và mi dáng ở bên trái. Chúng ta chú ý đây là phím ở bên trong cạnh nhau, đó, cạnh nhau. Trước hôm chúng ta mà tính từ đây lại cứ tưởng, nhiều người lại cứ nghĩ là cái thăng thì phải lên phím đen là không đúng nha. Đấy, hoặc dáng là lên phím đen không đúng đó. Chúng ta lưu ý cái điểm này. Rồi pha thì sao? Pha đây thì pha thăng của nó ở bên đây, pha dáng ở bên đây đó. Chúng ta lưu ý son cũng vậy, son thăng, son dáng, là thăng, là dáng, si thăng đây, si dáng đây, đó. Rồi vậy thì này, có một số người sẽ đặt câu hỏi là tại sao cái phím này nó lại là vừa là la thăng, đúng không? La thăng vừa là si dáng chẳng hạn thế. Có nhiều người sẽ đặt câu hỏi luôn. Vậy thì đây là trong lý thuyết người ta gọi là đồng âm. Nốt đồng âm đó. Tức là nó cùng cao độ nhưng nó khác tên thôi. Tức là tên là la thăng, tên là si dáng, nó vẫn là một phím đó. Rồi trong bài thì chúng ta đang có cái gì? Ở trong bài này thì chúng ta có cái dấu dáng ở phần đầu bài luôn, tức là đang đi sau khóa nhạc luôn. Vậy thì ở đây người ta nói là dấu si dáng nằm ở đầu dòng này, đầu dòng nhạc nhé, ở đầu khúc nhạc. Thì sau khóa nhạc đây thì tất cả các nốt si trong bài đều hạ thấp cao độ xuống nửa cung, tức là cái dấu này nó là cái dấu gọi là theo trường hợp gọi là dấu hóa theo khóa hoặc là dấu hóa vĩnh viễn, có nhiều hai cách gọi như vậy. Còn nếu mà những cái dấu mà nó xuất hiện ở bên trong bài thì nó phân vào các loại dấu hóa bất thường. Bất thường tức là nó chỉ xuất hiện bất chợt ở trong một nốt nào đấy hoặc là một ô thôi. Thì chúng ta có thể một cái video nào đấy tôi phân biệt riêng về cái loại này. Còn ở đây thì chúng ta lưu ý nó ghi đầu khuôn luôn. Đầu khuôn thì tất cả các nốt si ở trong bài này đều phải là đánh si dáng. Chúng ta nhìn thấy là dấu dáng ghi vị trí si. Dấu dáng ghi vị trí si. Vậy thì tất cả si đều phải chơi si dáng. Đấy, nếu mà chúng ta chưa quen, chưa nhớ rõ thì chúng ta lấy bút đỏ hoặc là bút màu đánh dấu, chúng ta khoanh vào cái nốt si dáng để khỏi nhầm. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tập về cái bài số 5 này. Bài số 5 này thì chỉ có tay phải thôi, bài 6 cũng vậy. Nên tôi sẽ làm nhanh phần này để các bạn tập theo thôi. Rất đơn giản, toàn phím đen và chúng ta chỉ có lưu ý về phần dấu dáng thôi. Đó. Vậy thì bây giờ bắt đầu là đánh ở ngón 1 và nốt pha. Đây, ngón 1 và nốt pha. Rồi chúng ta bắt đầu nhìn thấy là phà son la si. Thì cái si này chúng ta đang đặt bình thường, là chúng ta đặt ở si bình thường, si không có thăng giá. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển nó lên đây, chuyển nó lên phím đen này, si giá. Đó, còn ngón số 5 ta vẫn đặt ở đô nha. Rồi chúng ta sẽ cùng chơi này, chuẩn bị bắt đầu. Thank you.
là phần tay phải chúng ta đã xong. Phần tay trái chúng ta cũng làm như vậy này. Tay trái người ta ghi điền số ngón ở bên dưới. Đó. Chúng ta có thể đặt tay trái lên đúng chỗ vừa nãy chúng ta chơi. Vẫn đặt lên si giáp nhé. Si đều là ngón phà, son, la, si giáp và đô. Đó. Đó. Tương tự như vậy với bài số 6 luôn, chúng ta làm việc luôn nha, rất nhanh. Chuẩn bị bắt đầu. Đơn giản với bài hai bài này thôi. Bây giờ chúng tôi sẽ hướng dẫn luôn bài bên cạnh này. Bài số 7. Ở bài số 7 này thì chúng ta cũng làm tay trái trước nha. Bài này thì có đánh cùng cả hai tay luôn và chúng ta tập với tay trái trước nha. Và chúng ta lưu ý bài này thì chúng ta chuyển sang vị trí pha. Vị trí pha là như nào? Vị trí pha là tay phải chúng ta đặt vào ngón một và pha này. Từ bắt đầu sẽ làm này. Pha này. Đó. Rồi, và tay trái thì là từ pha này. Đó, ngón 1 vào đô giữa đàn. Đây. Đó, pha đây. Rồi, đây là vị trí tay đặt của chúng ta, đây là vị trí tay ở pha. Rồi, chúng ta cùng làm luôn với tay trái và cũng lưu ý với những dấu si dáng. Đây, người ta có ghi mở ngoặc ở trên đầu rồi. Đó, nhưng ở dưới thì chưa có ghi. Chúng ta cũng có thể đánh dấu đỏ vọt nhé. Chúng ta chuẩn bị chơi luôn này. Chuẩn bị bắt đầu. Tiếp theo chúng ta sẽ làm với tay phải nhé. Phần tay trái tôi lướt nhanh, các bạn cố gắng các bạn tự tập nhé. Rồi sang tay phải chúng ta vừa đặt như tôi vừa nói phía trước. Và phần trên này thì sẽ có nhiều tiết tấu móc đơn hơn thì chúng ta lưu ý tập kỹ hơn. Và cũng nhớ là đặt lên si giáng. À. Rồi chuẩn bị này. Đánh chậm. Chuẩn bị bắt đầu. Thank you.
đi vào ghép hai tay luôn. Tại vì tôi làm video này cảm giác hơi dài, tôi sẽ cố gắng đi nhanh. Chúng ta sẽ chuẩn bị cùng chơi với nhau hai tay nhé. Tôi sẽ hô nhịp chậm thôi này. Chuẩn bị, bắt đầu. Sang vị trí pha và có dấu si dáng. Chúng ta nhớ luôn các cái phần chúng ta đã học là khi mà có dấu dáng nó ghi ở đầu bài như vậy thì chúng ta nó sẽ ảnh hưởng tất cả các đốt ở trong bài. Ở đây trường hợp này là bài này có hai dòng thì tất cả nó đều ghi si dáng ở đầu. Đó, các bạn nhìn kỹ nhé. Đây là si dáng là có son, đây là si dáng là có pha, si dáng thì tất cả các nốt si trong bài đều phải là chơi thành si giá. Đó là vui và chúc các bạn tập tốt.